Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn như này nhá. Đây là một dạng đầm sắt nách có cổ 2 ve. Phần thân phía bên trên nó sẽ là dao khuy nhá, dao khuy chồng nhau. Phía bên dưới có hai phần thân xếp ly. Thân dưới là xếp hai ly hai bên. Phần dây nơ này là dây nơ rời nhá. Đây thân sau. Phía thân sau thì chúng ta sẽ khoét phần thân này vào bên trong lưng nhiều hơn. Đó. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm đi banh các bạn. Bạn nào mà chưa biết nick Facebook của mình nhá, thì bạn sẽ tìm lên Facebook và tìm nick Facebook có tên là Hoàng Sơn. Đây chính là nick Facebook của mình nha. Đó. Bạn nào có nhu cầu học online thì cũng có thể liên hệ với mình. Mình đang có lớp online chuyên về đồ nữ và chuyên về đồ nam. Đồ nữ thì học phí là 3,5 triệu, còn đồ nam học phí là 4 triệu nhé. Ok. Thì bây giờ này, khi vẽ thân trước các bạn sẽ chừa ra cho mình một khoảng, chừa ra một khoảng để các bạn lấy được phần dao khuy ở phần phía thân bên trên. Chúng ta sẽ xác định phần cắt rời ở đường hạ eo. Từ phần đường hạ eo thì các bạn sẽ lấy dao khuy ra cho mình là 1,5 phân. Các bạn sẽ kẻ phần dao khuy ra cho mình này. Từ phần ngang cổ các bạn sẽ lấy ra ngoài cho mình 2 phân. Từ điểm 2 phân các bạn sẽ kẻ xuống qua phần hạ ngực 1 phân cho mình. Chúng ta kẻ ra phần dao khuy ở bên phần dao khuy ngoài nhé, để chúng ta vẽ được phần cổ 2 ve. Sau đó các bạn đặt thước trùng với điểm ngang cổ, kẻ một đường thẳng song song với đường vừa kẻ. Chúng ta lấy từ đây xuống cho mình là 5 phân. Các bạn sẽ kẻ một đường vuông góc ra dao khuy nhé. Các bạn lấy cái bản ve ở đây cho mình tầm khoảng là 6-7 phân. Nối cong vào đây. Ok chưa nhỉ? Chia đôi cho mình từ bắt đầu từ điểm bẻ ve đây, ra đầu ve bạn chia đôi ra này. Chia đôi 3,5 này. Đó. Tiếp thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần bản vai nhé. Lấy cho mình phần bản vai ở đây thì các bạn sẽ lấy bản vai cho mình tầm khoảng 3 phân. Đó. Sau đó các bạn sẽ vẽ cái phần nách này vào sang. Chưa? Các bạn sẽ lượn từ phần vai ra phần ngang nách ở đây. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường bổ mảnh đi qua phần đầu ngực. Ta sẽ đẩy cái này, phần này ra đây cho mình là 7 ly. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ vẽ lại vòng nách vào đây cho mình. Đó là thân trước. Các bạn sẽ cắt rời đường eo này ra cho mình. Đây là phần ve cổ này. Các bạn sẽ cắt theo đường bên trong nhé. Đường bên ngoài các bạn sẽ bỏ đi.
Phần viền thân bên trên này chúng ta sẽ cắt làm hai thân, nó sẽ có độ giao khuy sang bên chồng lên nhau. Các bạn sẽ cắt như này cho mình trước đã. Sau khi chúng ta xử lý đến phần thân sau xong thì chúng ta mới cắt rời ra nhé. Phần viền thân sau này, phía sau các bạn sẽ đặt hai phần vai bằng nhau. Chúng ta sẽ đánh dấu được cái phần khoảng vai con mình lấy được ở đây nhá. Và các bạn sẽ lượn phía thân sau này. Phía thân sau các bạn sẽ lượn này vào trong gần với cả phần sống lưng này một chút cho mình. Đó. Ok chưa nhỉ? Sau đó các bạn cũng sẽ vẽ cho mình cái phần bổ mảnh này ra. Phần cổ này các bạn sẽ lấy sâu xuống cho mình hơn một chút. Đây vẫn là cái cổ cơ bản nhá. Xuyên nhờ. Vẫn là cổ cơ bản thôi. Bạn nào muốn làm cái phần cổ này nó rộng, cái đường bẻ này nó rộng này, thì các bạn sẽ lấy phần đường bẻ mà chúng ta cắt phần trên này, các bạn sẽ lấy dịch ra ngoài đầu vai cho mình thấy rộng ra nhiều hơn. Ví dụ bây giờ nhá, cái phần cổ ban đầu mình lấy là 7 phân thì các bạn có thể lấy là 8 phân, sau đó chúng ta mới lấy ra ngoài giao khuy 2 phân rồi mới vẽ nhé. Mới vẽ cái phần bẻ ve này ra nhá. Chưa? Các bạn lấy phần ngang này nó rộng ra hơn thì phần khi mà các bạn bẻ phần này ra nó sẽ được rộng hơn. Đó. Mình sẽ cắt cái phần thân sau này ra. Bây giờ các bạn sẽ để cho mình hai phần vai con, các bạn sẽ chập vào nhau này. Đó, các bạn xem mình phần vòng nách chỗ này nó có bị gãy khúc hay không, chỗ này nó phải tạo thành một đường cong cong đều nhá. Chưa, chỗ nào gãy quá các bạn sẽ sửa đi và các bạn sẽ cắt ra cho mình. Chúng ta sẽ cắt rời các phần bổ mảnh ra nhé. Bạn lọc bỏ hết ly đi. Phần trước này chúng ta lọc bỏ ly đi. Cắt theo đường nách. Các bạn đóng ly vanh vào. Ta ẩn bỏ ly banh đi. Đó.
Bạn sửa lại cho mình phần đầu ngực cho nó tròn đi nhé. Cắt theo đường vòng mách mới này. Cắt theo đường sườn. Ok. Đây chúng ta sẽ được phần thân trước và thân sau. Phần phía thân bên trên nhé. Tiếp tục đến phần thân bên dưới của thân trước. Chỗ này sẽ là mép gấp đôi rồi thì các bạn sẽ cắt. Cắt thẳng này ra cho mình. Phần ly này nhá, các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng xuống gấu này. Rồi các bạn sẽ kẻ một đường thẳng xuống gấu. Đó. Các bạn sẽ giải tách hai phần này ra. Đây. Chúng ta sẽ giải tách hai phần này ra là 10 đến 12 phân cho mình. Các bạn sẽ cắt một cạnh này ra này. Ta sẽ đặt lên một tờ giấy. Bây giờ các bạn sẽ tính cái khoảng mở ly thì chúng ta sẽ tính từ đây. Đó, phần này ví dụ mình giải tách ra là 12 phân, 12 cm thì gấu các bạn sẽ giải tách ra cho mình 12. Đây mình sẽ cắt bộ này đi cho nó dễ nhìn nha. Các bạn sẽ đặt cho mình phần này này, cái điểm này nhá, trùng với cả cạnh 12 phân thì dưới gấu cũng thế này. Đó. Sau đó các bạn sẽ dán cố định vào cho mình. Điểm dưới gấu chúng ta sẽ cắt sửa đi này. Lấy dấu cho mình điểm giữa. Đó. Phần ly này khi mà chúng ta may xong nhé, khi các bạn may thì có phải các bạn sẽ gấp vào đường tâm ly này. Chúng ta sẽ may theo cạnh ly này, một đường chỉ thưa, may từ trên đường eo này xuống dưới gấu luôn. Sau đó thì các bạn sẽ là cái ly này là bẹt ra. Đấy nhá, ví dụ như này thì các bạn sẽ là này, nó bẹt ra. Là bẹt ra như này. Chưa? Là bẹt thẳng dưới luôn, tạo thành một cái ống. Chưa? Thì khi các bạn là xong thì chúng ta sẽ tháo bỏ cái chỉ ra nhé.
tháo bỏ cái phần chỉ cưa ra thì tự khắc cái phần ly này nó sẽ được mở tạo thành một cái ly úp A, mình gọi đây là ly úp A nhá. Chưa, đây phía mặt sau này. Ok, đây sẽ một thành ly ba và chúng ta sẽ may với phần thân bên trên. Phía đây chỗ này sẽ may gấp đôi nhé. Đó, các bạn đặt lên vải thì chúng ta sẽ cắt ngày mất gấp đôi ra được 2 ly ở hai bên. Ở phần thân sau này chúng ta sẽ có hai phần ly ở phía sau nhé. Đây, phần ly này thì các bạn sẽ cắt phần này ra trước. Chúng ta sẽ giảm ly ở phần phía dưới này, giảm ly như sau này. Đo cho mình khoảng ly được bao nhiêu thì các bạn sẽ vẽ từ sườn vào bấy nhiêu cho mình, sau đó chúng ta sẽ nối ra phần mông, cắt bỏ phần này đi. Khi các bạn xử lý như này thì nó sẽ không còn ly nữa nhá. Đó, phần này thì chúng ta sẽ tạo một cái ly. Bạn sẽ lấy thân sau ra cho mình này. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái ly này thẳng xuống ly gấu. Từ đây các bạn sẽ kẻ ra cho mình. Các bạn muốn cái ly nó dài thì các bạn sẽ kẻ xuống dài nhé. Ngắn thì các bạn sẽ kẻ ngắn cho mình thôi. Ví dụ ở đây mình kẻ à đến đây chẳng hạn. Các bạn sẽ ống phần này ra. Ấn ra này. Chúng ta sẽ mở cái phần ly này ra. Độ mở thì các bạn sẽ mở ra cho mình tầm khoảng 8 phân. Phân nhá. Dán cố định này vào đây trước. Để phần này ra như này cho mình này. Đó, và sẽ cắt phần giấy này đi thôi nhỉ. Các bạn để ý cho mình một chút cái phần ly ở đây thì nó sẽ là một cái ly phồng nhá, hơi phồng lên một chút. Đây là phần đầu này. Nếu như bình thường thì các bạn sẽ để cho hai cái phần này nó bằng với nhau thì phần ly của chúng ta sẽ bẹt ra, nó không có độ cong lên. Đấy nhá. Nếu như bình thường các bạn sẽ để chiết, nó sẽ phẳng như này luôn.
Nhưng bây giờ để cho nó có một độ cong lên, độ cong lên thì các bạn sẽ kéo cái phần này xuống cho mình một chút, hơi kéo xuống một chút này, thì phần này nó sẽ tự cong lên và chúng ta chỉ việc dán vào và các bạn sẽ cắt phần này đi là được. Thì khi lên trên vải thì có phần này nó sẽ có độ cong lên nhà nhá, chưa? Đây. Sau đó chúng ta sẽ may vào phần thân sau. Ok. Đó. Đây là phần thân trước này. Nhớ cho mình phần thân trước chỗ này các bạn sẽ cắt làm hai mảnh nhá. Có một cái đát nữa đặt vào trong. Chưa nha. Đây. Phần này sẽ giao khuy nhau ở đây nhá. Đây chúng ta sẽ có hai cúc. Một cúc ở đây. Hai cúc ở đây. Đó. Hai cúc đây nhá. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ra mẫu cổ sau. Mẫu cổ sau này các bạn sẽ sử dụng thân trước. Đặt lên một tờ giấy, mảnh giấy nhỏ thôi, không cần to lắm. Đây. Các bạn sang dấu lại cho mình đường vai. Đường, đây là đường họng cổ trong này. Đường xuôi ve. Đầu ve, điểm xẻ ve. Được chưa nhỉ? Và các bạn sẽ đặt cho mình, đặt phần thước này trùng với cả đường bẻ ve, kéo dài phần này ra, bỏ phần thân chính này ra nhé, kéo dài cho mình đường vai này, chưa? Hai phần này nó cắt nhau một điểm. Phần này các bạn sẽ đo cho mình từ đây ra tầm khoảng 10 phân. Đặt thước vuông góc với điểm 10 phân lấy về phía vai cho mình là 5 phân. Chúng ta sẽ nối một đường cong xuống phần họng cổ từ điểm 5 phân nhé, nối một đường hơi cong. Đó. Tiếp này, từ xẻ ve các bạn lấy lên cho mình 5 ly. Nối phần này hút vào đây. Đầu ve các bạn lấy lên cho mình 4 phân rưỡi. Nối điểm 4 phân rưỡi này vào điểm 5 ly ở phần xẻ ve. Từ xẻ ve các bạn lấy ngược lên đây cho mình là 3 phân. Chờ, 3 phân nhé. Sau đó đặt thước trùng với cả, đây là phần chân cổ. Chờ, đặt thước trùng với phần chân cổ. Kẻ một đường vuông góc. Lấy từ đây ra đây cho mình là 6 phân rưỡi hoặc là 7 phân. Chúng ta sẽ lấy đều nhé. Ok. Và các bạn sẽ lựa phần lá cổ này cho nó đẹp đi là được. Đây. Phần này là sẽ là phần gấp đôi của ở phần cổ sau nhé, thân sau nhé. Đây phía của thân trước. Mình sẽ cắt phần này ra. Các bạn nào chưa biết may cái cổ này này thì vào trong kênh YouTube của mình xem, tìm xem video là hướng dẫn may cổ hai ve nhé. Mình có hướng dẫn cả cắt cả may luôn. Đây, phần này nó sẽ may vào nhau. Phần này may vào của thân sau. Đó. Khi các bạn bẻ ra này,
chưa, bạn bẻ ra sẽ có độ cong lên nhá, tạo dựng một cái chân lên. Ok, phần dây đai này các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây ngang vải phần dây này nhá. Dây này chúng ta chỉ cần cắt rời ra thôi, cắt rời và các bạn lộn một cái dây rời đấy, sau đó chúng ta chỉ cần buộc vào phần eo là được. Cắt cho mình một cái dây dài 1,5 m, về rộng của nó thì các bạn sẽ lấy rộng cái bản này cho mình là 4,5 hoặc 5 phân, chưa, dài 5 m, rộng là 5 phân. Các bạn có thể cắt là 2 miếng, sau đó chúng ta sẽ may lộn, hoặc là các bạn sẽ gấp đôi phần này, tính từ mép gấp đôi ra đây cho mình 5 phân. Đó, ngang vải nhá, dài hết khổ luôn, sau đó chúng ta sẽ lộn ra và thắt nó rời vào đây là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu đầm cổ hai ve theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.